trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con Oh.
mà nay đã có đời, được bao hưởng niềm vui nước trời, chúng con cầu cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho linh hồn Maria khi còn sống đã hình hết mình tin yêu phục sự Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt tội lỗi mà vào hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã
quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra, phấn đấu xây dựng xã Giao Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, quê hương đang ổn định và phát triển trong cảnh thanh bình, thì đột ngột nhận được tin báo buồn của gia đình báo tin cụ Đinh Thị Nuy, sinh năm 1930, là công dân xã Giao Thịnh, là thành viên xóm Hóa Lâm, thôn Thất Hóa, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian căn bệnh, mặc dù đã được các thầy thuốc và gia đình hết lòng cứu chữa học dưỡng, xong vì căn bệnh quá hiểm nghèo nên không qua khỏi, cụ đã chúc hơi thở cuối cùng vào hồi 2 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2024, tức ngày 20 tháng 4 năm Giáp Thìn, mừng thọ 95 tuổi. Hiện tin báo buồn của gia đình Văn Tuyến và họ Hiếu, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo thôn, cán bộ và nhân dân thôn Thất Hóa, ban hành giáo, giáo sứ về thánh Thất Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn của gia đình Văn Tuyến và họ Hiếu, đồng thời thống nhất thành lập ban tổ chức lễ tang, thời gian chương trình lễ tang. Đứng trước linh cữu của cụ lúc này là đoàn đại biểu cùng các đồng chí trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã, công tác xã sản xuất kinh doanh nghiệp vụ nông nghiệp thịnh thắng, cán bộ và nhân dân thôn Thất Hóa, cùng ban dân sở xóm, Thất Hóa Tây, Thất Hóa Đông, Thất Hóa Nam, ban hành giáo và sứ huyện thành Thất Hóa. Trước khi đến viếng, cho đoàn gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất tới gia đình Văn Tuyến và họ Hiếu, đồng thời đoàn lễ cúng viếng và cử hành tổ chức hành tang đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dân thôn Thất Hóa. Lễ cúng viếng của đoàn gồm các nội dung: đặt lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa, có các tiểu sử và cử tưởng niệm. Trong khi đoàn hành lễ, đề nghị hộ kèm đồng giáo sứ Liên Thánh cho đoàn về phần nhạc lễ. Mở đầu chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đinh Văn Điển, tổ trưởng tổ dịch vụ của các xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thịnh Thắng lên đặt lễ viếng. Tôi xin trân kính mời ông. Thưa các quý vị đại biểu cùng
toàn thể nhân dân có mặt tại gia tang, thưa gia đình Tam Quyến và họ Hiếu, cụ Đinh Thị Nuy, sinh năm 1930. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Thuở thiếu thời, cụ được gia đình nuôi dưỡng chăm sóc. Đến tuổi trưởng thành, cụ xây dựng gia đình với cụ ông Đinh Văn Biết. Cụ sinh được 6 người con, 3 người con trai, 3 người con gái, các con, trai dâu, cái đẻ và các cháu của cụ hiện nay đều có cuộc sống ổn định, tích cực lao động, học hành tiến bộ. Kèm vào xóm Bắc Hợp, con đẻ Đinh Văn Thăng, hiện là chi trưởng chi hội cựu chiến binh và đội trưởng đội dân phòng xóm Thất Hóa Tây. Trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, cụ luôn động viên các con, các cháu của mình chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương. Cụ sống trung thực, hiền lành, có tình cảm, được mọi người yêu quý. Do mắc căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các thầy thuốc và gia đình hết lòng cứu chữa và phụng dưỡng, song vì tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 2 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2024, tức ngày 20 tháng 4 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tôi biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, nên sự ra đi của cụ để lại cho gia đình một bất bình lời tiếc thương vô hạn. Các con, các cháu, chắc của cụ mất đi người thân kính trọng, hộ động mất đi người vợ thân thích, vật thể xã hội mất đi người công dân tốt, để tỏ lòng thương tiếc kính về cụ, để đến các vị đại biểu trong đoàn là một chút mạng niệm bắt đầu. Bàn tang lễ, kính thưa các ông các bà đại diện cho Đảng chính quyền xã Giao Thịnh, kính thưa các ông lãnh đạo thôn, cán bộ ba cơ sở xóm đội cùng các ban ngành cơ sở của xã hội, kính thưa ban hành giáo đền sứ đền thánh, các đoàn hội của giáo xứ đền thánh, kính thưa quý khách xa gần, kính thưa các ông bà lân bang khu xóm, các ông bà thông gia niên gia, thật là nỗi buồn người thân chúng tôi là cụ thủ Maria với tuổi già sức yếu đã vâng nghe tiếng Chúa gọi, đã từ bỏ mọi người, nhất là đau buồn đối với gia đình con cháu và tang quyến chúng tôi. Trước khi bà chúng tôi qua đời đã được các đoàn thể xã hội cũng như tôn giáo đến thăm hỏi, chia buồn và động viên, và đã nên chương trình tang lễ để phúng viếng người bà chúng tôi từ chiều hôm qua đến ngày đến sáng nay, và sáng nay đã dành thời gian về làm lễ tiễn biệt người bà chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đại diện cho gia đình cũng như tang quyến xin chân thành cảm ơn các quý vị. Và trong lúc tang quyến của người bà chúng tôi từ chiều hôm qua đến sáng nay, chắc chắn không khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi mong được lượng thứ. Và giờ này xin tất cả các đoàn hội xã hội cũng như tôn giáo dành thời gian đưa người bà chúng tôi về thánh đường giáo xứ Thất Hóa để tra xứ danh thánh lễ an táng và đưa người bà chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa tôi xin không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con
con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi dời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi dời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
trở về, về bụi cho. Lạy Chúa, bao năm qua con hằng lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi bề dâu. Vì Chúa thương con nên Ngài thao thắm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Dâng lên Ngài người
thân yêu đã ra đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin trông. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, của lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ơn, hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin trông. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê mình, là nơi không còn tang thương, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời. Vì Chúa ân kia nước đưa tôi cho Maria được lối, xin cho linh hồn này sẽ thấy mặt Thiên Chúa tình thương. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa gia tăng, quý ông bà, anh chị em, Chúa đã gọi bà Maria về với Chúa trong bình an. Cuộc đời của bà Maria một hành trình tương đối dài và kết thúc tốt đẹp. Giây phút cuối cùng bà lãnh nhận đầy đủ các bí tích và ra về với Chúa trong bình an vô sự. Đó là niềm vui trong nước trời, niềm vui của các thánh đang hân hoan chia vui với bà. Gia tăng chúng ta tuy có đau buồn mất mát, nhưng cái niềm vui ấy còn lớn lao hơn cả sự đau buồn mất mát này. Xin Chúa tuôn đổ ơn lành xuống cho tất cả các con, các cháu chắt, để nhờ ơn Chúa chúng ta sống mãi trong tình thương an hòa của Chúa. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng để tiến đưa bà Maria vào nơi an nghỉ cuối cùng, là hành trình tiến về nhà Cha. Xin Chúa thương xót linh hồn Maria. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa là đấng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các thánh trong tình nghĩa nhân loại. Hôm nay, khi cử hành lễ an táng cho tôi tớ Chúa là bà Maria, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình diện trước tôn nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân tộc một bữa đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy, người ta sẽ nói: đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ Ngài. Đó là lời Chúa. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cá đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm và thành tẩy con sạch lấn muôn vàn tội ác. Lạy Chúa Chí Tôn, xin dù tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng. Xin chớ loại con ra khỏi thánh nhan Chúa Trời và chớ rút lại thần linh tuôn tràn sức sống. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quang đại. Lạy Chúa từ nhân
mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn đời hát ca đẹp thay ôi lòng nhân Chúa. Lạy Chúa Chí Tôn, xin dù tình xót thương con theo lương từ ái của Ngài. Bài trích sách Ma-ca-bê-ô quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, ông Giu-đa, thủ lãnh dân Israel, đã mở một cuộc nạc quyên theo đầu người và gửi 2.000 quan tiền về thành Jerusalem để dâng lễ đền tội, vì ông suy nghĩ hết sức chính xác về sự sống lại. Thật vậy, nếu ông không trông đợi những kẻ đã chết sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời là chuyện dư thừa và vô ích. Hơn nữa, ông còn nghĩ rằng những người đã an nghỉ với lòng đạo đức sẽ nhận được một phần thưởng riêng, một quà tặng của ân sủng, đó là một tư tưởng thánh thiện và đạo đức. Vì thế, ông đã xin lễ xá tội cho những người quá cố, để họ được tha thứ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Những người Do Thái tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Vậy Chúa Giêsu nói với họ: quả thật tôi nói cho các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chính Chúa Giêsu đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta sẽ không phải chết. Rồi hôm nay Chúa lại phán nữa: Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này không phải chết và được sống đời đời, vì ta là thịt và là bánh và là máu nuôi dưỡng các người. Cuộc sống con người của người Kitô chúng ta hạnh phúc nhất đó là được ăn thịt và uống máu Chúa. Hạnh phúc hơn nữa đó là khi chúng ta gần nhắm mắt lìa đời mà được ăn thứ lương thực cao lương mỹ vị mà có giá trị nuôi sống đời đời này, thì không hạnh phúc nào
sánh được cho bằng. Bà Maria đã đạt được điều đó. Và đó là niềm vui và hạnh phúc của người Kitô hữu. Không có niềm vui nào sánh được. Của cải của cả vũ trụ trần gian này không sánh được bằng chính lương thực trường tồn là thịt và máu Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu lại nói với chúng ta rằng không ai trong chúng ta sống cho chính mình, không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Sống cho Chúa là ăn và sống lời hằng sống. Chết cho Chúa là ăn và uống thịt máu thánh người. Khi sống, chúng ta sống lời Ngài. Khi chết, chúng ta được bánh hằng sống nuôi dưỡng. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời mà được rước mình máu Thánh Chúa mà giáo hội gọi là của ăn đàng. Của ăn đàng này là chính Chúa Giêsu. Bí tích thánh thể là chính Chúa Giêsu, rước mình máu Thánh Chúa là chính Chúa Giêsu. Lúc hấp hối mà rước mình máu Thánh Chúa là rước chính mình và máu chính con người của Đức Giêsu Kitô, cả thần tính và nhân tính của Ngài. Có Chúa đồng hành. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta bất lực rất nhiều chuyện. Nhưng Chúa Giêsu là đấng hoàn toàn có thể làm mọi sự trong tất cả. Ngài sẽ hướng dẫn và đồng hành người quá cố đi về thiên đàng. Không có Ngài, chúng ta mù mịt không biết đường đi. Không ai có thể biết đường đi về với nhà cha nếu không có Chúa hướng dẫn và nâng đỡ. Cho nên, chúng ta luôn luôn cảm tạ Chúa và xin ơn đó, lạy Chúa. Xin Chúa cho chúng con được đồng hành với Ngài. Xin Chúa dẫn đưa chúng con đến bờ bến sau cùng. Xin Chúa dẫn đưa và chăm sóc chúng con như Chúa đã chăm sóc bên đồng cỏ xanh tươi, để chúng con được sống bên Ngài hạnh phúc viên mãn đời đời. Trong niềm tin vào đấng đã phục sinh và ban hạnh phúc cho chúng ta, giờ đây chúng ta cùng đứng dâng lời cầu nguyện cho người quá cố của chúng ta. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết và cũng sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta tha thiết dâng lời cầu xin. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết trong đời ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang thóc, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại nhờ suối nguồn cứu độ qua thánh lễ an táng này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Maria được hưởng lòng Chúa xót thương và được sống bên Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho tôi tớ Chúa là Maria được hưởng vinh quang nước Chúa, và cho chúng con mai sau cũng được sum vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca cùng tôn vinh danh Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương cho tôi tớ Chúa là Maria mà trong ngày an táng chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để nếu tôi tớ Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào hay tính hư nhân loại nào còn in vết thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi ấy là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình Người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan động khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đi lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ăn Chúa ngữ hàng nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xa mà cuộc đời con mong.
con lại xin Chúa cho tôi tư Chúa được vào tư đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi về thì em chúng ta đã khỏi được ngày về với Chúa. Vậy chúng ta sẽ gửi tân xác người trẻ này trong lòng đất để tân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ con chết sống lại, người sẽ tái tạo tân xác yếu kém của chúng ta nên sống tân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin có dâng người chị em này cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho tân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau ấy. Khi người bà chúng con nằm trên giường bệnh,
được sự quan tâm của cha chánh xứ, người bà chúng con đã được lãnh nhận những bí tích cuối cùng để chuẩn bị đón nhận giờ Chúa gọi. Thay lời cho gia đình ta hiếu, con không biết nói gì hơn hết. Xin chân thành cảm ơn cha xứ, cha phó. Nguyện xin Chúa tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để cha chánh xứ dẫn dắt đoàn chiên Chúa kéo sứ đền thánh tới với bờ. Kính thưa ban hành giáo đền thánh Thức Hóa, kính thưa ban hành giáo giáo họ Quần Thành, giáo họ Việt Thủ, kính thưa các đoàn hội của giáo sứ đền thánh, người thân chúng tôi đã vâng nghe tiếng Chúa gọi từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, đã được tất cả các đoàn hội, các ngành, các nóc, các ông bà thông gia tiên gia, các quý vị quý khách gần xa đã đến chia hợp sẻ tại gia đình thăm hỏi và phúng viếng. Và nhất là sáng nay, người bà chúng tôi được đến đền thánh này cùng hợp ý với cha xứ dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, và được tất cả các quý vị về đây hợp ý cùng cha xứ dâng thánh lễ cầu cho người bà của chúng tôi. Không biết nói gì hơn hết, xin cảm ơn tất cả các quý chức, quý vị, các đoàn hội, các bậc thông gia liên gia, xin Chúa trả công bồi thường cho các vị. Và với cuộc sống của người bà chúng tôi hơn 90 năm, với thân xác mỏng dọn, chắc chắn cũng không khỏi khiếm khuyết với tất cả mọi người xin được thứ, và nhất mà là trước mặt Thiên Chúa, xin cha xứ và tất cả mọi người thêm người lời cầu nguyện cho bà chúng tôi thật nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Xin vinh điện mọi người, tôi ra đi lần cuối, bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Tôi đã nhận được lệnh ra đi, xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Choàng vào vòng hoa tươi, đã khoác vào chiếc áo tân hôn, đây là giờ tôi đến với người mang theo chỉ có mỗi con tim. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa bình an niềm vui với yêu thương, xin để lại anh em tất cả ca lên đi khúc ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ
rồi lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao không nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính con. Vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con vui mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn. Mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi thay tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương,
nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Lạy Chúa, đời con là kiếp
xác thân cho bụi cũng tàn rồi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc hấp cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa.